Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến của Julius Baer Generation Cup, giải đấu thứ 5 thuộc chuỗi siêu giải Champion Chess Tour năm nay. Ở video hôm qua các bạn đã biết kỳ thủ số 3 của chúng ta Lê Tuấn Minh bị đẩy xuống nhánh thua. Anh sẽ chạm trán với Olexandr Bortnyk, một cựu thần đồng của Ukraine và cũng là một streamer nổi tiếng trên Chess.com. Trận đấu giữa Tuấn Minh và Bortnyk cũng diễn ra rất cân tải cân sức. Sau hai ván cờ nhanh bất phân thắng bại, hai kỳ thủ phải bước vào ván cờ quyết định Armageddon để phân định thắng thua. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Olexandr Bortnyk được cầm quân trắng đi trước, có thời gian suy nghĩ là 15 phút. Anh mở màn với nước tốt E4. Lê Tuấn Minh cầm quân đen đi sau, có thời gian suy nghĩ là 11 phút. Anh đáp trả bằng nước tốt E5. Ván này, Tuấn Minh chỉ cần thủ hòa là sẽ giành được chiến thắng. Tiếp theo, trắng đi mã E3, đen đi mã C6. Trắng phi tượng đến B5, hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rinopet. Đen đẩy tốt A6 tấn công tượng trắng, triển khai biến phòng thủ Mofi trong khai cuộc Tây Ban Nha. Trắng không đổi tượng lấy mã của đen mà lùi tượng về A4. Đen phát triển tượng C5 gây sức ép lên tô điếu F2. Trắng phát triển tiếp mã C3, đen lùi tượng về A7. Trắng dừng tốt D4 thí tốt và mở đường cho tượng phát triển. Tốt đen ăn ngay D4 và tạm thời đen lãi được một tốt. Trắng chạy mã lên D5, đen để tốt H6 ngăn tượng hoặc mã trắng G5. Trắng phi tượng lên F4 kết hợp mã tấn công tốt đen C7. Đen để tốt D6 chặn lại và mở đường cho tượng phát triển. Nhưng mà nước đi này làm cho mã đen bị ghim, cho nên giờ trắng mới lấy mã ăn lại tốt đen D4 kết hợp với tượng tấn công mã đen C6. Đen lấy tượng D7 tháo ghim cho mã. Trắng nhảy mã F5 tấn công tốt đen G7. Tượng đen liền ăn luôn mã trắng, tốt trắng ăn lại tượng đen. Đen phát triển mã F6 chuẩn bị nhập thành. Hậu trắng E2 chiếu ngăn vua đen nhập thành. Đen đành chạy vua sang F8. Mã trắng ăn mã đen, hậu đen ăn lại mã trắng, tấn công tốt trắng B2. Trắng nhập thành dài. Lúc này đen có thể lấy hậu thịt luôn tốt trắng F5 và tấn công tượng trắng. Nhưng mà thực tế đen để tốt B5 tấn công tượng trắng. Trắng không chạy tượng mà lên hậu F3 ghim và tấn công lại mã đen. Mã đen đang bị ghim không thể chạy được mà cũng không cách gì bảo vệ được cho mã. Đen đành ăn tượng trắng và bị tốt chồng. Hậu trắng ăn mã đen tấn công đôi xe và tốt đen A4. Đen chạy xe B8 kết hợp với hậu tấn công tốt trắng B2. Trắng giữ tốt C3 phòng ngự. Giờ hậu đen mới ăn F5 và tấn công tượng trắng. Hậu trắng ăn A4 và bảo vệ tượng. Đen để tốt G5 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về D3. Đen đổi luôn tượng với trắng. Tốt trắng ăn lại tượng đen và biến thành tốt cô lập. Chiến thuật của Tuấn Minh đang khá hiệu quả khi đổi dần các quân với Bortnyk. Anh tiếp tục phát huy chiến thuật này bằng cách qua hậu B5 gạ đối hậu. Đối hậu xong, mỗi bên còn song xe và 6 tốt thì dễ hòa lắm. Cho nên trắng không dám đổi hậu nữa mà lùi hậu về C2. Đen lên vua G7 mở đường cho xe H8 xuất chiến. Trắng dương tốt H4 gạ đối. Nên không đổi tốt với trắng mà bình xe H sang E8 tấn công tốt trắng E3. Trắng qua xe E1 bảo vệ tốt. Đen lên xe E6, khả năng chuẩn bị trồng hai xe trên cột nửa E. Tốt trắng ăn G5. Nếu tốt đen ăn lại G5 thì cột H được mở thông. Trắng phi xe xuống H7 chiếu ngay. Do đó hậu đen ăn lại tốt trắng. Trắng lên xe H3 tăng cường bảo vệ tốt E3. Đen theo kế hoạch bình xe E8. Trắng qua hậu F2 tăng cường bảo vệ tốt. Đen qua xe F6 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu E2, đen đẩy tốt A5. Trắng dương tốt A4 chặn đường tốt đen tiến tiếp xuống. Đen lên xe E5 kiểm soát hàng ngang số 5. Trắng có xe A3 gạ đối xe. Nếu đen đổi xe với trắng thì tốt trắng ăn lại xe đen, dọa đẩy tiếp lên F4 tấn công đồi hậu và xe đen. Nếu đen không đổi xe với trắng mà xuống xe E4 tấn công tốt trắng A4. Trắng đẩy tốt B3 bảo vệ A4. Đen đẩy tốt D5 bảo kê cho xe. Trắng lên vua B2 tránh đường tấn công của hậu đen. Đen dương tốt C5. Lúc này thế trận vẫn khá cân bằng. Cảm giác Tuấn Minh còn đang chiếm lợi thế hơn một chút nữa. Trắng lên đổi luôn xe với đen nhằm giảm bớt áp lực. Hậu đen ăn lại xe trắng. Trắng lên hậu D3 tấn công tốt đen D5. Đen lên hậu E5 bảo vệ tốt. Trắng qua vua C2 tránh đường tấn công của hậu đen. Lúc này đen đang kiểm soát được nhiều không gian hơn so với trắng. Đen nên để tốt H5 rồi H4 tiếp tục phát huy lợi thế. Nhưng mà thực tế thì đen lựa chọn đẩy tốt C4 tấn công hậu trắng và gạ đối tốt. Tốt trắng ăn C4, xe đen ăn lại C4 tiếp tục tấn công tốt trắng A4. Chắc không bảo vệ tốt A4 mà con sẽ F1. Thế là xe đen ăn luôn A4 và đen có được một quân tốt không. Trắng phi sẽ lên F5 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu E6, hậu trắng ăn D5, gạ đổi hậu và trắng có được hai quân tốt không. Thực ra lúc này đổi hậu thì cũng được. Hậu đen ăn hậu trắng, xe trắng ăn hậu đen, xe đen A2 chiếu, trắng chạy vua D3, xe đen ăn tốt trắng, xe trắng ăn tốt đen. Ván cờ cân bằng mà chỉ cần hoa cờ là đen sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không đổi hậu với trắng mà lựa chọn xuống xe A2 chiếu phát A. Trắng chạy vua D3 kẹp giữa hai tốt không. Đen qua hậu G6 kết hợp với xe tấn công tốt trắng G2. Trắng đẩy tốt G4 phòng thủ. Đen xuống xe A1 định qua D1 chiếu bắt hậu. Hậu trắng E5 chiếu trước. Đen chạy vua G8. Hậu trắng E8 chiếu tiếp. Đen chạy vua G7. Hậu trắng lại E5 chiếu. Đen lại chạy vua G8. Nếu mà cứ tiếp tục thì ván cờ sẽ hòa. Trắng bèn đẩy tốt C4. Xe đen D1 chiếu. Trắng chạy vua C3. Đen đẩy tốt xuống A4. Trắng đẩy tốt G5 gã đối. Đen mà đổi tốt với trắng thì xe trắng ăn lại bắt chết hậu ngay. Do đó đen đẩy tốt H5 tránh giao chiến và cũng có được hai quân tốt thông. Trắng đẩy tốt E4. Đen lùi xe về D6, sau đó chắc định qua A6 bảo kê cho tốt thông phong cấp. Hậu trắng E8 chiếu, đen lại chạy vua G7, hậu trắng lại E5 chiếu, đen lại chạy vua G8, hậu trắng E8 chiếu tiếp, đen lại chạy vua G7, hậu trắng ăn A4. Và lúc này trắng đã hơn đen được một tốt, nhưng mà thế trận thì vẫn rất dễ là hòa cờ do tính cơ động của hậu rất là cao. Đen của hậu E6 tấn công lại tốt trắng E4. Ở đây trắng có thể đẩy tốt C5 mở đường cho hậu bảo vệ tốt. Nhưng mà thực tế trắng xuống hậu A7 kết hợp với xe gây sức ép lên tốt đen F7, làm cho hậu đen không dám ăn tốt trắng E4. Đen xuống xe D7 tấn công hậu trắng. Trắng lùi hậu về E3 bảo vệ tốt. Lúc này thế trận vẫn bất phân thắng bại. Tuấn Minh bắt đầu di chuyển hậu để chiếu vua trắng. Anh chiếu liên tục để đưa ván cờ về thế hòa. Chỉ cần 50 nước không ăn quân hay là di chuyển tốt là ván cờ sẽ hòa rồi. Và anh đang làm rất tốt chiến thuật này. Tuy nhiên, đến nước thứ 69, do áp lực về mặt thời gian, mình bất ngờ mắc một sai lầm không thể tha thứ được là có hậu D1 chiếu, hai tay dâng hậu cho đối phương sơi. Trong cái sai lầm này, hậu trắng ăn hậu đen, thơm, giòn, béo ngậy. Sau nước đi này, Tuấn Minh cố gắng nhây thêm vài nước đi nữa rồi chịu thua, không cho đối thủ có cơ hội chiếu hết. Như vậy Lê Tuấn Minh đã phải dừng bước, nhưng mà thành tích lọt vào bán kết của nhanh thắng cũng là đáng nể rồi. Hy vọng đến giải đấu tổng kết cuối năm nay thì cả 3 kỳ thủ của Việt Nam đều sẽ đạt được thứ hạng cao. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.